Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Châu Đốc không ngừng quan tâm lãnh chỉ đạo trong toàn hệ thống chính trị, từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp luôn được quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cấp ủy chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị thường xuyên quán triệt triển khai nghị định số 04 của chính phủ đến toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động thông qua việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, các cơ quan đơn vị thông báo công khai những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đối với cán bộ công chức công khai tài chính, kế hoạch công tác của cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động chăm lo tốt cho đoàn viên hội viên, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở, tuyên truyền những chủ trương chính sách pháp luật của đảng, nhà nước đến đoàn viên hội viên và nhân dân thông suốt và hướng dẫn đoàn viên hội viên thực hiện các mô hình làm ăn kinh tế, dường lên thoát nghèo bền vững phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa đảng chính quyền với nhân dân, lòng ghép tiếp xúc cử tri ba cấp trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân, ba điểm tại các phường xã, có 275 cử tri tham dự. Qua đó có 20 lượt ý kiến với 43 nội dung, vấn đề trên các lĩnh vực, vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng, tai nạn xã hội, tội phạm nông nghiệp, Giá cả vật tư nông nghiệp, kinh tế, đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, chính sách đối với người hưởng chế độ, đối với người có công cách mạng, an sinh xã hội đã được các ngành liên quan trả lời giải quyết. Kết quả hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng và ban thanh tra nhân dân đã triển khai đến nhân dân về những điều dân biết, dân bàn, dân làm. Kết quả, Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng Phường Xã có 14 đơn vị với 131 thành viên, đã tham gia giám sát 86 cuộc, có 56 tổ quà giải ở cơ sở cơm ấp với 269 thành viên, đã quà giải được 95 vụ, quà giải thành 79 vụ, đạt 92%. Hội đồng tranh chấp đất đai phường xã qua giải được 52 vụ, qua giải thành 23 vụ, đạt 83,15%.